Việt Nam xuất siêu liên tục lập kỷ lục mới này, RMB đã tăng gần 60%. Tự nhiên mình đang phải nhập khẩu lạm phát nếu như chúng ta tiếp tục rút đồng đô lớn. Trong một cái ngành tăng trưởng tuyệt vời như này thì chưa chắc là chúng ta đầu tư vào đấy là nhà đầu tư là người hưởng lợi nhiều nhất. Cổ phiếu VSC này thì chúng tôi cho rằng là phù hợp với những nhà đầu tư để nhận cổ tức thôi. Đến mức giá hiện tại để mà đầu tư SCS nó rất hấp dẫn. Đứng ở cái góc độ là nhà đầu tư cá nhân thì có thể là chưa thấy hấp dẫn, nhưng mà đứng ở nhà đầu tư tổ chức thì em nghĩ đấy là một cơ hội đầu tư rất là tuyệt vời. Vemandep là một trong những lựa chọn rất tốt. Lisa là chuyên phân tích chuyên sâu về nền kinh tế, về thị trường và các kênh tài sản để mà hướng đến mục tiêu tích sản đầu tư dài hạn. Hôm nay mùa thứ hai là đi qua được số thứ ba rồi đúng không? Số đầu tiên cách đây 2 tuần thì chúng ta nói về đề tài là tích sản cổ phiếu cho chu kỳ mới như nào. Rồi số tuần vừa rồi thì chúng ta nói về các ý tưởng đầu tư cụ thể, đúng không? Hay đi từ tổng quan đến chi tiết. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào một cái đề tài khá là thú vị, đó là cơ hội đầu tư cổ phiếu ngành cảng biển và cảng hàng không. Thành phần panelist ngày hôm nay, đầu tiên là anh Nguyễn Tiến Dũng, Senior Analyst của VNREC, cover ngành cảng nói chung. Thứ hai là anh Hoàng Anh Tuấn, và là anh Bùi Xuân Tùng và Đặng Đồng Phục, là những chuyên gia mà thường xuyên xuất hiện trong chương trình đó. Nhưng hôm nay chúng ta rất may mắn là có sự xuất hiện của một Senior Analyst cover trong ngành này. Giới thiệu mọi người anh Dũng, và hy vọng rằng là hôm nay chúng ta sẽ có một buổi trao đổi thật là thú vị. Chương trình thì sẽ kéo dài tổng cộng độ khoảng 1 tiếng, thì chúng tôi sẽ cố gắng trao đổi ngắn gọn trong độ khoảng 40 đến 45 phút ở phần đầu. Sau đó chúng ta có độ khoảng 15 đến 20 phút cho phần giao lưu thảo luận với các quý nhà đầu tư. Thì trong thời gian thảo luận thì các quý nhà đầu tư có thể gửi câu hỏi về cho chương trình thông qua Facebook của công ty cổ phần VN Direct, đúng không ạ? Chúng tôi sẽ thu thập các cái câu hỏi này và sẽ trả lời cho các quý nhà đầu tư chúng ta giao lưu. Rồi, cũng như mọi khi thôi, chương trình sẽ gồm có 3 nội dung chính. Phần đầu chúng tôi sẽ cập nhật nhanh về tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính thế giới và Việt Nam, những vấn đề chúng ta cần lưu ý ở giai đoạn này. Sau đó chúng ta đi vào cái phần chính của ngày hôm nay, đó là ý tưởng đầu tư cổ phiếu ngành cảng biển và cảng hàng không. Và phần 3 là phần giao lưu cùng các quý nhà đầu tư. Tôi sẽ đi nhanh cái phần một vài số liệu ha. Về số người nhiễm COVID tính đến hôm nay thì khoảng đã hơn 25 triệu người mắc COVID trên toàn thế giới rồi, và số người chết là gần 1 triệu người. Trong khi đó thì cái số mà người khỏi bệnh cũng rất là nhiều, gần 18 triệu người đã khỏi bệnh. Ở Việt Nam thì có hơn 1.000 ca nhiễm bệnh, và số người chết là tính đến ngày hôm nay khoảng 36 người, và số khỏi bệnh cũng gần 700 người. Và chúng ta nhìn cái đồ thị này cũng rất là may mắn, hy vọng rằng là sẽ là một cái trend may mắn, tức là cái số active case ở Việt Nam bắt đầu sau một quá trình bị tăng lên rất là mạnh, nổ ra cái ổ dịch mới ở Đà Nẵng. Thì đến ngày hôm nay là cái đường active case tức là những cái ca mà vẫn còn bị bệnh, những bệnh đến thời điểm này mà chưa khỏi. Chúng ta nhắc lại là chú ý là cái số active case này số quan trọng nhất, đúng không? Chứ còn ví dụ như số tổng hơn 1.000 nhưng mà đã khỏi đến gần 700 rồi thì nó cũng không có nhiều ý nghĩa lắm, nhưng mà số mà đang vẫn còn bệnh là rất quan trọng. Đó. Thì cái đồ thị này đang cho thấy là có chiều hướng giảm xuống rồi, và tính đến ngày sáng hôm nay là đã có 36 giờ liên tục là ở Việt Nam không có ca nhiễm COVID nào mới cả. Đó. Đây là một thông tin cũng khá là tích cực cho chúng ta. Rồi một vài thông tin nổi bật trong tuần, đó là vào ngày 27 tháng 8 vừa qua thì Chủ tịch Fed ông Powell đã công bố chính sách tiền tệ mới của cơ quan này với mục tiêu là ưu tiên hàng đầu là giải quyết vấn đề việc làm. Tức là cái ám chỉ ở đây là Fed sẽ tiếp tục duy trì mức lãi suất cho vay qua đêm là 0%, đúng không? Hỗ trợ và tóm lại là tiếp tục nới lỏng và chấp nhận lạm phát sẽ bị đẩy lên ở mức khoảng 2%. Đây là vấn đề mà chúng ta cần lưu ý. Và Việt Nam, về tình hình Việt Nam thì xuất siêu liên tục lập kỷ lục mới này. Hết tháng 8 2020 thì ước tính là Việt Nam xuất siêu khoảng 3,5 tỷ đô la. Và ước tính là 8 tháng đầu năm là xuất siêu đạt tổng là khoảng gần 12 tỷ đô. Thì riêng tháng 8 là xuất khẩu đạt là 26,5 tỷ là với mức tăng là 6,5% tháng month on month, đúng không? Và tổng xuất khẩu đạt 8 tháng 2020 đó là 174,11 tỷ đô la, tương đương mức tăng 1,6% year on year. Trong khi đó nhập khẩu thì đạt 162,21 tỷ, giảm khoảng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Thêm một cái thông tin về chính sách, đó là
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn liên quan đến thị trường chứng khoán. Trong đó điểm mới nhất là khiến nhà đầu tư cần chú ý là các quy định cho giao dịch bán khống có đảm bảo. Đó. Và Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ông Trần Minh Dũng cho biết dự kiến đầu năm 2021 thì sau khi hệ thống công nghệ thông tin mới đưa vào vận hành thông suốt thì hoạt động giao dịch trong ngày, tức là day trading, sẽ được giao dịch. Đây đều là những thông tin rất là tích cực, support cho thị trường, đúng không ạ? Về tình hình thị trường chứng khoán thì tính đến đấy tháng 3 2020 thì S&P đã tăng gần 60%, đã thiết lập đỉnh cao mới rồi. Và Việt Nam chúng ta thì sau một thời gian đi ngang thì cũng đang tiệm cận lại cái vùng 900 điểm, là một cái mốc khá là quan trọng. Khối ngoại bán ròng trong từ 24 đến 28 tháng 8 bán ròng khoảng độ 2.674 tỷ. Rồi, đó là sơ sơ về trong cái phần đầu. Như vậy thì anh Tuấn có thể update thêm tình hình cho các nhà đầu tư có cái điều gì quan trọng nhất trong tuần vừa rồi anh thấy là nhà đầu tư cần quan tâm để ý? Có một số điểm rằng là ví dụ như khi mà Fed, cái thông tin khá đáng chú ý trong tuần vừa qua là cái thông tin mà Fed mà thực hiện cái chính sách lãi suất mới, thì theo chính sách lãi suất này của ông ấy là ông ấy chấp nhận rằng là tôi sẽ tiếp tục để mức lãi suất duy trì ở mức trung bình, mức thấp, cái lãi suất ở tiếp tục mức thấp trong một khoảng thời gian nữa, và có thể chấp nhận cái mức lạm phát cao hơn cái mục tiêu 2% trong ngắn hạn. Ý của ông ấy rằng là thời gian trước của tôi ấy, lãi suất của tôi là rất là thấp, thế nên là tôi sắp tới tôi có thể đồng ý rằng là mức lạm phát của tôi có thể lên được 3% chẳng hạn. Thì cái điều này ấy, nó là một cái phát ra một cái tín hiệu rằng là Fed sẽ tiếp tục bơm tiền và giữ mức lãi suất ở mức rất là thấp. Thì giữ mức lãi suất ở mức thấp này thì sẽ đem lại cái điều gì? Nhất, nó sẽ là khiến cho việc mà tiền tiếp tục bơm ra ngoài thị trường, và nó sẽ giữ cho cái nền kinh tế khỏi đổ vỡ. Tức là khi mà Covid-19 ấy, thì khiến cho rất nhiều các công ty, rồi tất nhiên rất nhiều khoản vay mà không thể trả được nợ. Thì ông ấy đưa ra này là ông chấp nhận rằng tôi sẽ tiếp tục cứu cho thị trường này giữ nhịp. Và thứ hai nữa ấy, là đương nhiên thì một điều nó sẽ không tốt cho Việt Nam, đó là khi mà ông ấy cho mức lạm phát mức cao này thì rõ ràng là những người nước nào đang giữ cái đồng đô khá là lớn, tức là đã tự nhập khẩu lạm phát vào chính mình. Thì hôm nay anh Tùng vừa mới chia sẻ rằng là cái tỷ lệ đồng đô, sở hữu đồng đô của mình cũng khá là lớn rồi, đúng không ạ? Thì điều đấy có nghĩa rằng là tự nhiên mình đang phải nhập khẩu lạm phát nếu như chúng ta tiếp tục giữ đồng đô lớn. Đấy là hai điều mà em thấy vừa qua là cũng khá quan trọng để theo dõi. Ok. Em thấy có mấy điểm Tùng có thể bổ sung gì thêm không? Em bổ sung ấy là điểm tin thôi. Thứ nhất là cái thông tin Thủ tướng Abe của Nhật từ chức ấy, thì em nghĩ là một chính sách khá là quan trọng, một thông tin khá là quan trọng, vì cái chính sách Abenomics là cái chính sách định hình nền kinh tế Nhật Bản trong khoảng độ gần 15 trở lại đây ấy. Cái thứ hai là về dịch bệnh Covid ấy, thì em có cập nhật lại thì dịch bệnh Covid ở châu Âu, đặc biệt là Tây Ban Nha, Pháp ấy, nó tăng khá mạnh trở lại. Và Thủ tướng Merkel có cảnh báo là những tháng sắp tới khi mà mùa đông đến thì là tình hình có thể tồi tệ hơn. Thì đấy là cái khả năng chú ý. Còn còn một điểm nữa đấy là chúng ta đến là tháng 9 và còn chỉ còn 2 tháng nữa là đến bầu cử tổng thống Mỹ. Và từ nay đến lúc bầu cử là coi như là không có stimulate, không có gói kích thích nào nữa từ phía chính phủ rồi. Tại vì hai đảng là họ sẽ giữ chân nhau ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì chúng ta biết là đứng về phía chính phủ họ sẽ luôn luôn muốn cố gắng giữ cái thị trường chứng khoán ở mức tăng, thì nó sẽ kích thích. Vì đấy là giống như kiểu là một chất gây nghiện ấy. Chứng khoán tăng thì tài sản của mọi người tăng lên, thì mọi người sẽ tiêu dùng tốt hơn, thì cái kết quả bỏ phiếu cho tổng thống đương nhiệm nó sẽ tốt hơn. Khi mà chứng khoán tăng trở lại như vậy thì cái tỷ lệ voting của tổng thống Trump chẳng hạn thì đang gần tương đương với cả Joe Biden rồi. Thì đấy là cái em nghĩ là mình điểm tin nhanh thôi. Ok, rồi anh Phục và anh Dũng có muốn bổ sung gì thêm về tình tổng quan trước trên tổng quan trong tuần, có gì đáng chú ý sang nhà đầu tư? Thật ra thì về tình tổng quan thì em nghĩ mọi người cũng đã biết cũng tương đối đầy đủ. Tuy nhiên thì em muốn bổ sung thêm về cái em nghĩ là cái số liệu về xuất nhập khẩu vừa rồi mà bộ
thống kê vừa công bố, nó rất là tích cực. Cái nguyên nhân của cái chủ này nó đến theo em nó chủ yếu nó đến từ hai cái yếu tố. Thứ nhất đó là cái việc cái sự phát triển của những cái tập đoàn công nghệ sản xuất trên thế giới. Anh Dũng có thể trao đổi to hơn một chút cho mọi người. Thứ nhất thì nó là cái về cái sự phát triển của những cái tập đoàn công nghệ sản xuất trên thế giới, và thứ hai đó là về cái xu hướng chuyển dịch cái chuỗi cung ứng từ Trung Quốc vào Việt Nam. Thì như mọi người cũng biết thì vừa qua thì Apple thì cũng đã đạt cái mức vốn hóa 2.000 tỷ đô, và là công ty lớn nhất trên sàn, lớn nhất trên thế giới đến thời điểm hiện tại rồi. Cùng với cả những cái tập đoàn sản xuất công nghệ cao khác như là Samsung, Intel hay Google, thì họ có một cái điểm chung là họ có những cái chuỗi cung ứng của họ trải dài trên khắp thế giới, và họ cũng họ ưu tiên cái sử dụng cái vận tải hàng không cho cái chuỗi cung ứng của họ, bởi vì đặc thù sản phẩm của cái nhóm ngành này nó là có cái value chain rate rất là tốt. Nó khác với cả những cái nhóm ngành ví dụ như sản xuất ô tô chẳng hạn, thì cái value chain rate nó không thể bằng với cái nhóm sản xuất công nghệ cao được. Chính vì thế, ngoài ra thì cái về cái vận tải không thì họ cũng cung cấp những cái yếu tố cần cho các cái nhà sản xuất công nghệ cao này, đó là cái yếu tố về cái tính bảo mật cũng như là về thời gian. Cái yếu tố thời gian nó là quan trọng nhất, bởi vì hiện tại cái công nghệ của chúng ta nó đang càng ngày càng hiện đại, và cái những cái sản phẩm những thiết bị nó cũng đang có cái vòng đời càng ngắn lại. Chính vì thế là cái thời gian nó cũng là một cái yếu tố quan trọng quyết định đến cái chuỗi cung ứng của những cái tập đoàn công nghệ cao này. Và đồng thời kết hợp với cả cái vừa rồi thì cái do cái chiến tranh thương mại Mỹ Trung xảy ra, nó đã dẫn đến cái sự dịch chuyển cái chuỗi cung ứng từ Trung Quốc về Việt Nam. Và theo cái quan sát của em thì từ khi mà cái chiến tranh thương mại xảy ra thì có đến 70% cái số lượng các cái công ty chuyển dịch sản xuất về Việt Nam, đó là những công ty sản xuất công nghệ cao. Chính vì thế nên là chúng ta được hưởng lợi rất là nhiều từ cái xuất nhập khẩu từ cái nhóm này. Và hơn nữa thì cái ngành gọi là cái ngành cảng hàng không của chúng ta cũng được hưởng lợi rất là lớn từ cái nhóm này, do là ưu tiên của những cái nhà sản xuất này họ là sử dụng cái vận tải hàng không. Và chính vì thế là cái sản lượng hàng hóa thông quan qua cảng hàng không của chúng ta sẽ được có một cái động lực tăng trưởng rất tốt trong cái thời gian tới. Rồi, cảm ơn anh Dũng. Cái phần anh Dũng chia sẻ thì nó cũng tiếp nối rất tự nhiên sang cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay ha. Vừa rồi là cái phần tổng quan, cái tuần nào chúng ta update lại nhanh. Các chuyên gia đã update chúng ta về tình hình ở Mỹ này, đúng không? Vấn đề về Fed đưa ra định hướng chính sách mới và có tác động như nào đến lạm phát trên toàn cầu. Rồi vấn đề về bầu cử này, đúng không? Anh Tùng bổ sung thêm ở Nhật có vấn đề về thủ tướng, vì thủ tướng mà ảnh hưởng rất nhiều đến chính sách kinh tế của Nhật, một nền kinh tế lớn của trên thế giới này, và có sự thay đổi về thủ tướng thì có thể sẽ tác động đến về chính sách. Rồi tình hình Covid tại Tây Ban Nha và Pháp lại bùng phát trở lại, đang là vấn đề chúng ta quan tâm thêm. Ngoài ra thì anh Dũng bổ sung về vấn đề về xuất siêu tại Việt Nam, đang nói những cái thông tin cũng rất là sâu, và chúng ta sẽ tiếp nối sang cái phần chính ngày hôm nay ha. Đó là phần ý tưởng đầu tư của ngành cảng biển và ngành hàng không. Thì tôi đi nhanh một chút về cái hệ thống cảng tại Việt Nam để các quý nhà đầu tư có một vài cái thông tin background trước một chút. Mà đầu tiên là hệ thống cảng biển á, thì ở Việt Nam đất nước ta nước hình chữ S mà trải dài từ Nam tới Bắc, thì hệ thống cảng biển được chia làm 6 cái nhóm cảng. Thì chúng ta thấy hai cái vòng quan trọng nhất mà tôi khoanh màu đỏ trên cái hình này chính là hai cái trung tâm kinh tế lớn nhất là ở khu vực phía Bắc, thì các cụm cảng xung quanh Hải Phòng là cảng quan trọng nhất. Còn ở phía Nam là nhóm trong hình này là đếm nhóm số 5 là cảng biển miền Đông Nam Bộ, khu vực Vũng Tàu rồi vân xung quanh đó. Ngoài ra thì còn có những cái cụm cảng khác từ trải dài trong phía đó nhưng là ít quan trọng hơn, đúng không? Thì chúng ta có một cái nhìn tổng quan. Khi mà chúng ta nhìn đối với một cái ngành thì đầu tiên chúng ta nhìn cái động lực, tức là cái key driver nhất nó là cái gì. Thế thì cái tăng trưởng của ngành cảng sẽ liên quan đến các cái dòng chảy vốn của khối FDI, là vì nó thông qua cảng mà để xuất khẩu vân các loại, liên quan đến số liệu nãy mà anh Dũng vừa cập nhật chào các nhà đầu tư. Và điều thứ hai nữa là các cái hiệp định thương mại tự do mà chúng ta ký kết với các cái đối tác kinh tế lớn ở trên thế giới thì nó cũng sẽ tác động là cái động lực chính cho phát triển của cái ngành này. Còn đối với cả hàng không thì cũng tương tự như vậy thôi, ở phía Bắc và phía Nam bằng hai cái đầu mối chính. Rồi thế thì chắc phần này
có thể nhờ Phục update thêm cho các quý nhà đầu tư các cái thông số cơ bản trước, cái nhìn của Phục về cái động lực của ngành này trong thời gian vừa rồi ra sao và triển vọng thời gian tới như nào trước khi các chuyên gia đi vào phần thảo luận. Vâng, thì trước tiên là về tăng trưởng ngành cảng biển cũng như cảng hàng không trong tương lai thì chúng tôi cho rằng là sẽ có được cái mức tăng trưởng tốt nhờ cái giao thương liên tục tăng mạnh. Thì chúng tôi kỳ vọng rằng có thể tăng trưởng khoảng gần 9% một năm trong vòng khoảng 5 năm tới. Thì đầu tiên là FDI vào Việt Nam trong 10 năm qua thì tăng trưởng rất mạnh mẽ và kỷ lục năm 2019 giải ngân lên đến hơn 20 tỷ đô. Quý vị có thể nhìn thấy cái biểu đồ ở trên đây ạ. Đây là giải ngân FDI ạ. Và FDI dự kiến thì sẽ chậm lại vào năm 2020-2021 do cái dịch Covid xảy ra. Nhưng tuy nhiên thì chúng tôi cho rằng sẽ trở lại từ năm 2022 rất là mạnh mẽ. Thì FDI thường có độ trễ về mặt tạo ra hàng hóa để xuất nhập khẩu. Thường khi đầu tư vào FDI họ giải ngân thì phải mất một quá trình xây dựng nhà máy v.v. Thì sau đó thì mới tạo ra được cái dòng sản phẩm rất là nhiều. Và từ đó thì thúc đẩy cái việc là phát triển của cái lĩnh vực cảng này. Đó, thì đấy là về đầu tiên là về FDI ạ. Tiếp theo là về căng thẳng thương mại giữa Mỹ Trung thì được kỳ vọng sẽ mang lại lợi thế cho Việt Nam rất nhiều. Thì Mỹ là cái thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam với tỷ trọng lên đến 27,2% toàn bộ xuất khẩu của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2020. Xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ thì liên tục tăng, đặc biệt là khi có chiến tranh thương mại Mỹ Trung. Thì riêng năm 2019 thì tổng xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ là tăng tới 29%. Trong khi đó thì xuất khẩu của Trung Quốc vào Mỹ lại giảm tới 16% trong cái cùng kỳ đó. Thì điều này có thể cho thấy là Việt Nam đã hưởng lợi từ cái việc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung này. Và rất nhiều sản phẩm thì của Việt Nam đã thay thế hàng Trung Quốc vào trong cái thị trường này. Và trong 8 tháng đầu năm 2019, dù Covid diễn ra rất nghiêm trọng, nhưng xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ vẫn đạt 46,7 tỷ đô, tức là tăng tới 19%. Trong cái bối cảnh là xuất khẩu chung của chúng ta tăng có 1,8%, mà riêng vào Mỹ là tốc độ tăng trưởng tới 19%. Thì qua đó có thể cho thấy cái căng thẳng thương mại này Việt Nam đã được hưởng lợi rồi đó. Còn chưa nói đến cái việc rằng khi cái căng thẳng này xảy ra thì cái dòng vốn FDI của những lĩnh vực công nghệ cao đã chuyển dịch vào Việt Nam tương đối tốt. Thì kỳ vọng trong vài năm tới, khoảng 2-3 năm tới thì cái việc tăng trưởng xuất khẩu ở Mỹ sẽ tiếp tục diễn ra cao hơn nữa. Tiếp theo, FTA tức là các cái hiệp định tự do thương mại ấy, thì đã từng thúc đẩy giao thương của Việt Nam rất lớn. Quý vị có thể nhìn thấy cái biểu đồ đấy ạ. Ví dụ như là hiệp định giữa ASEAN và Úc này, hiệp định giữa Việt Nam Chile này, Việt Nam Hàn Quốc này, rồi CPTPP chẳng hạn, rồi là sắp tới là EVFTA tức là giữa Việt Nam và EU ấy. Thì chúng tôi tin rằng nó sẽ một lần nữa giúp cho Việt Nam có thể tăng trưởng mạnh xuất khẩu vào cái thị trường này. Bởi vì cái tỷ trọng xuất khẩu của Việt Nam vào châu Âu thì cũng khá là tốt và cũng đang có xu hướng tăng trưởng rất là mạnh. Tiếp theo về cái chúng ta sẽ cùng điểm qua cái kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam những năm qua. Đó là từ năm 2009 đến năm 2019 thì tổng xuất nhập khẩu của Việt Nam của chúng ta tăng trưởng từ khoảng độ 120 tỷ đô lên tới khoảng độ gần 600 tỷ đô hết năm 2019. Thì Việt Nam trở thành một trong những nước có tỷ lệ xuất nhập khẩu trên GDP cao nhất thế giới với cái mức nó khoảng độ 190% so với GDP. Thì điều này cho thấy rằng là cái tiềm năng hay là cái sự phát triển của cái ngành cảng biển rồi cảng hàng không sẽ rất lớn nhờ những yếu tố này. Và cái việc tăng trưởng này thì như tôi cũng đã trao đổi ở phía trên có rất nhiều các cái yếu tố hỗ trợ cho tăng trưởng trong 5 năm tới ạ. Và ngoài ra thì tôi cũng xin điểm thêm một số những cái rủi ro liên quan đến ngành cảng biển và cảng hàng không. Thì đầu tiên là Covid-19 làm cho chuỗi cung ứng cơ bản cũng bị đứt gãy một số. Rồi là giao thương khó khăn và cầu giảm trên toàn cầu. Điều này khiến cho kim ngạch xuất nhập khẩu toàn cầu giảm khá mạnh trong thời gian vừa rồi. Thì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến Việt Nam. Minh chứng bằng việc là tổng xuất nhập khẩu của Việt Nam 8 tháng về cơ bản là đi ngang. Đi ngang giảm khoảng độ 0,5% thôi. Đó, khẩu giảm 0,5%. Và đã lấy lại cái đà tăng, như tuy nhiên Việt Nam đã lấy lại cái đà tăng từ cái tháng 7, tháng 8 gần đây rất là tốt. Đó, và cảng biển hiện tại thì vẫn về cơ bản vẫn dư cung ở gần như tất cả các khu vực ở Việt Nam. Ví dụ như là khu ở Hải Phòng chẳng hạn, khu cảng biển Hải Phòng thì dư cung rất lớn.
Rồi là khu Cái Mép Thị Vải thì về cơ bản cũng vẫn đang dư cung. Điều này khiến cho giá làm hàng ở Việt Nam tại các cảng là về cơ bản là thuộc dạng là ở top thấp nhất thế giới đấy. Và hiện nay là đang thấp ở cái mức sàn do cái Bộ Công Thương cho phép rồi. Đó. Tiếp theo là cái cảng hàng không Tân Sơn Nhất thì cơ bản đã quá tải về năng lực vận chuyển từ mấy năm nay. Trong khi đó Long Thành thì chưa thể sớm đi vào hoạt động. Thì bây giờ mới cơ bản Long Thành mới cơ bản là bắt đầu có giải phóng mặt bằng. Thì chúng tôi kỳ vọng rằng để đưa vào hoạt động thì nó cũng phải mất ít nhất cũng phải vài năm nữa. Thậm chí còn dài hơn cơ. Thế do đó là đây cũng là một trong những cái khó khăn đối với lĩnh vực cảng hàng không. Cảm ơn anh Phục. Vừa rồi anh Phục điểm qua một số thông tin đúng không? Về cái động lực tác động vào cái tăng trưởng của ngành cảng ở Việt Nam, cảng biển và cảng hàng không. Ngoài ra thì anh Phục cũng chỉ ra cái rủi ro đầu tư ở giai đoạn này của ngành này như nào. Chúng ta sẽ đi từ tổng quan của ngành trước đúng không ạ? Trước khi chúng ta đi vào những cái trường hợp, những cái case cụ thể của những doanh nghiệp trong ngành này. Thì bên cạnh cái phần chia sẻ của anh Phục thì các chuyên gia khác có thể bổ sung thêm cái góc nhìn của mình đúng không ạ? Về cơ hội, về rủi ro, về các động lực đối với ngành này như nào. Xin mời anh Phục. Vâng. Em thì muốn bổ sung thêm một số ý mà anh Phục đã trình bày. Thứ nhất là về những cái hiệp định thương mại mà chúng ta đã tham gia, thì một số cái nhà phân tích trên thế giới thì họ đã dự báo là cái sản lượng xuất nhập khẩu của chúng ta khi mà tham gia vào EVFTA đã được có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 vừa qua, thì trong 10 năm tới thì cái tổng sản lượng nó sẽ tăng. Thì trong 10 năm tới thì tổng cái sản lượng nó sẽ tăng thêm khoảng độ 4-6% một năm, là một mức rất là tốt. Ngoài ra thì chúng ta cũng đang tham gia vào những cái hiệp định đối tác kinh tế rất là lớn khác. Ví dụ như là hiệp định kinh tế toàn diện ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, hay là chúng ta cũng đang đàm phán những hiệp định tự do song phương, thương mại tự do song phương với một số nước như là Hồng Kông hay là Israel. Thì dự kiến là những cái tiềm năng của những cái hiệp định thương mại này trong tương lai nó sẽ là rất lớn. Ngoài ra thì một số cái cơ hội của cái ngành cảng biển trong thời gian tới, em cũng muốn bổ sung thêm, đó là về việc giải ngân đầu tư công của chính phủ, thì nó cũng có cái tác động rất là tốt đến cái khối về cảng hàng không. Cụ thể là trong cái thời gian qua thì cái tổng công suất của cái nhóm cảng không đã bị quá tải, đã vượt qua cái công suất tối đa rất là nhiều. Chính vì thế nó giới hạn cái tăng trưởng của cái nhóm cảng hàng không này. Tuy nhiên là nhờ cái việc đẩy mạnh đầu tư công của chính phủ trong thời gian qua, nó đã khơi thông cái nguồn đầu tư để có thể đẩy mạnh đầu tư vào những cái nhóm cảng hàng không trọng điểm hiện tại của chúng ta, như là Tân Sơn Nhất thì cái dự án đầu tư nhà ga T3 đã được thông qua và dự kiến là sẽ nâng công suất từ 28 triệu lên 48 triệu khách. Và cái thời gian thực hiện thì sẽ dự kiến vào đầu 2021 và hoàn thành trong 2021, và đến năm 2022 là có thể đi vào hoạt động rồi. Ngoài ra thì ở Nội Bài thì cũng đang có ban quản lý thì cũng đang xin duyệt cái phương án đầu tư để mở rộng nhà ga Nội Bài, và nó đang được chờ để các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra thì về cái cơ hội của cái nhóm ngành này nữa, thì em nghĩ là nó cũng đến một phần từ cái này là đặc điểm chung của cái nhóm ngành này thôi, đó là cái đặc thù về cái đòn bẩy tài chính của cái nhóm cảng biển và cảng không nó thấp, và cái dòng tiền của cái nhóm này tạo ra nó rất là cao và ổn định. Thì cái này thì nó có hai cái tác dụng. Thứ nhất là trong cái bối cảnh nền kinh tế ổn định thì nhà đầu tư khi mà đầu tư vào cái nhóm ngành này, họ sẽ có thể hưởng được cái mức cổ tức tương đối cao và ổn định so với mức đoàn chung của các ngành khác. Cái tác dụng thứ hai nó là khi mà trong cái điều kiện thị trường bất ổn hoặc khủng hoảng, hoặc có những cái tác nhân bất ngờ từ bên ngoài, ví dụ như dịch Covid-19 vừa rồi, thì cái mức đòn bẩy tài chính thấp nó sẽ làm cho cái giảm cái chi phí lãi vay của cái doanh nghiệp này. Đồng thời là vì cái dòng tiền của họ tạo ra nó tương đối tốt rồi, nó khiến cho họ có cái dư địa để có thể điều chỉnh cái hoạt động kinh doanh để thích ứng với cái giai đoạn này, và đồng thời cũng là một cái động lực để cho họ có thể mở rộng đầu tư để có thể là tăng lại khi mà cái nhu cầu thị trường xuất hiện trở lại.
Còn một về những cái rủi ro đối với cả cái nhóm ngành này thì theo em thì có một số cái rủi ro mà em muốn bổ sung như sau. Thứ nhất thì đó là cái rủi ro về vấn đề tỷ giá. Cái giá mức giá dịch vụ của cái nhóm cảng hàng không cũng như là cảng biển thì nó neo theo cái tỷ giá đồng đô la, trong khi cái mức giá đầu vào thì nó là những cái chi phí nhân công, nó là những cái chi phí thuê ngoài, thì là nó về cơ bản là nó tăng theo lạm phát của Việt Nam. Và theo và chúng ta cũng quan sát trong thời gian vừa rồi thì rõ ràng là giá đồng đô la so với cả Việt Nam đồng nó không tăng giá nhiều như là lạm phát. Chính vì thế nó khiến cho những cái biên lợi nhuận của những cái doanh nghiệp trong ngành này nó bị giảm một chút. Tuy nhiên là mức giảm thì không nhiều, và thực tế là cái biên lợi nhuận của những cái doanh nghiệp làm cảng biển cũng như cảng không nó rất là cao so với những cái doanh nghiệp trong ngành khác. Rồi, ok, cảm ơn Dũng. Bạn Dũng đã bổ sung những cái thông tin rất là quan trọng, đúng không? Ở phía cái phần mà động lực hoặc là cơ hội, phía cơ hội cho đối với ngành này thì hãy bổ sung thêm ngoài những hiệp định mà anh Phục đã nói rồi, điểm rất quan trọng thì bổ sung thêm là hiện tại mình đang đàm phán thêm với các đối tác, đúng không? Và như châu Á Thái Bình Dương, Hồng Kông, Israel, rồi với các cái cảng hàng không thì có cái yếu tố về giải ngân đầu tư công đối với các cái cảng hàng không là một cái chi tiết rất là quan trọng. Ngoài ra thì bạn cũng, vì đây là chúng ta đang phân tích đầu tư vào doanh nghiệp của ngành và cổ phiếu cụ thể, đúng không? Phải cũng nói chung là đặc điểm chung là này đồng bảy tài chính thấp nên ở trong giai đoạn như này họ chủ động được. Ngoài ra thì cái mức dividend yield của tức cao là một điều rất lưu ý. Ở phía rủi ro thì Dũng vừa nhắc đến yếu tố về rủi ro tỷ giá rồi. Thế còn ngoài ra anh Tùng và anh Tuấn có bổ sung gì thêm ở góc độ cơ hội về rủi ro đối với ngành này không? Tôi xin bổ sung một chút về cái leading indicator. Tức là ok, tức là mọi người nó nhìn tất cả cái rủi ro. Khi vì đây là chúng ta nói với các quý nhà đầu tư rộng rãi thị trường, khi mà anh dùng từ tiếng Anh dịch luôn cái từ đó từ gì luôn. Vâng, xin lỗi. Thì chúng ta sẽ tập trung vào các chỉ tiêu mà dẫn dắt, tức là dự báo ấy. Tức là ví dụ như là chúng ta sẽ nhìn vào chỉ tiêu nào để biết rằng là ngành này còn tiếp tục tăng trưởng, và chúng ta nhìn vào những chỉ tiêu nào để biết rằng ngành này bắt đầu đi xuống, thì đấy là những cái chỉ tiêu mà chúng ta cần để ý đến. Thì có một cái thống kê hôm trước, rất tiếc là cái bản trong 8 tháng thì Tuấn chưa kịp xem, nhưng mà cái bản mà nửa đầu tháng 8 ấy, thì Tuấn có xem qua tất cả mọi thứ. Thì trong cái tổng tổng cái kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam ấy, thì cái phần linh kiện điện tử và linh kiện máy tính thì nó chiếm đến là khoảng 33% cái tổng xuất nhập khẩu của Việt Nam, tức là một con số khá là lớn. Thì cũng giống như điều mà anh Dũng vừa nói, đó là linh kiện điện tử là thứ rất là quan trọng, và cái độ cái giá trị của một linh kiện điện tử rất là lớn. Chính vì vậy thông thường nó phải đi qua đường hàng không. Thì tức là mình đã nhìn thấy rằng là linh kiện điện tử là một này. Thứ hai nữa là về cái cơ cấu của xuất nhập khẩu của khối FDI ấy, thì tổng Việt Nam mình là đâu đó là dương khoảng 11 tỷ đô, đúng không ạ? Thì riêng khối FDI cái tỷ lệ dương của họ là 21 tỷ đô, tức là cái cán cân thương mại của họ ấy. Tức là đâu đó khối trong nước của mình đang là âm khoảng 9 tỷ đô, đúng không? 9-10 tỷ đô gì đấy. Thế để nhìn qua cái đấy thì mình thấy bức tranh rằng là cái phần của FDI cực kỳ quan trọng. Và rõ ràng rằng là cái xu hướng Trung Quốc cộng 1 ấy, là cái xu hướng nó kéo dài rất nhiều năm nay rồi, trước khi có cả chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Và khi cái cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung ấy, nó không chỉ nó chỉ làm để đẩy nhanh tiến trình mà Trung Quốc cộng 1 đấy rộng ra nhanh hơn thôi. Và chính vì vậy thì cái việc mà FDI tập trung vào Việt Nam mình rất là mạnh thời gian qua ấy, thì nó sẽ có một độ trễ. Bởi vì khi mà họ xây dựng nhà xưởng xong thì họ cần thời gian để xây dựng sản xuất, và từ phần sản xuất đó thì bắt đầu mới tạo ra xuất nhập khẩu. Thì dựa trên cái đấy thì Tuấn cho rằng ấy, là quý vị nhà đầu tư ấy, vẫn phải cần phải nhìn tập trung vào cái dòng vốn FDI mà sắp tới trong khoảng năm tới. Và thông thường nó sẽ có độ trễ, ví dụ như là FDI của năm nay chẳng hạn mà kém hơn 2019 chẳng hạn, thì tự nhiên rằng là cái xuất nhập khẩu nó sẽ bị chậm đi. Bởi vì bao giờ nó cũng sẽ là kéo có độ trễ khoảng 1 năm mà, để xây dựng nhà xưởng rồi xuất nhập khẩu. Thì đấy là cái đóng góp của tôi về việc mà một cái chỉ báo, dự báo trước về cái việc tăng trưởng của ngành. Cảm ơn anh Tuấn. Anh Tuấn đưa ra một cái góc nhìn là vì chúng ta đầu tư cổ phiếu là chúng ta đầu tư câu chuyện của tương lai, đúng không ạ? Chính vì thế là chúng ta phải nhìn vào các cái yếu tố đứng đằng sau, cái yếu tố mà sẽ biểu hiện sau một thời gian.
Ok, cảm ơn anh Tùng bổ sung thêm cái góc nhìn của anh về cơ hội và rủi ro đối với ngành cảng, cảng biển, cảng hàng không nói chung. Có một câu chuyện là từ ngày mà anh em nhà Dry làm máy bay, chế tạo ra máy bay thành công mà đến bây giờ ấy, thì cái số lượng hành khách đi máy bay ấy, tăng liên tục qua các năm. Tức là một cái ngành tăng trưởng rất là khủng khiếp, nhưng mà tính tổng lại mà số tiền nhà đầu tư nhận về từ cái ngành đấy thì là âm. Thì câu chuyện đấy chắc mọi người đều biết cả. Thì ý muốn nói là trong một cái ngành tăng trưởng tuyệt vời như này ấy, thì chưa chắc là chúng ta đầu tư vào đấy là nhà đầu tư là người được hưởng lợi nhiều nhất, mà là cái khách hàng trong cái ngành đấy là được hưởng lợi nhiều nhất, chứ không nhất thiết là nhà đầu tư được hưởng lợi nhiều nhất. Thì chúng ta cũng tất nhiên là câu chuyện nó rất là tuyệt vời, nhưng chúng ta cần phải đi vào chi tiết để lưu ý cái tình huống đấy. Ví dụ như là vừa nãy anh Phục có nói chi tiết là cái yếu tố cảng Hải Phòng với cả cảng khu vực cái mép Thị Vải là bị dư công suất và mức giá, nên là mức giá là mức giá sàn, đúng không ạ? À, thì mặc dù là cái gọi là cái cầu nó tăng đều này, nhưng mà cung nó tăng, còn cung cảng còn tăng còn mạnh hơn, thì chưa chắc là chúng ta đã được hưởng lợi trong tình huống đấy, thì chúng ta đã hết sức lưu ý trong tình huống đấy. Em có một cái nữa. Ok, thực ra về cơ bản thì ở bất kỳ ngành nào cũng thế, cái cạnh tranh cuối cùng thì dẫn đến là thừa cung là chuyện đương nhiên, cho nên là khi chúng ta đầu tư chúng ta phải chọn lọc, đúng không ạ? Ý anh Tùng là bổ sung cái điểm như vậy. Thì từ tình huống đấy thì em ví dụ như ngành cảng biển này, thì việc xin xây dựng một cái ngành cảng mới, một cái cảng mới thì nó tương đối là đơn giản, tức là cái rào cản để gia nhập tương đối là dễ. Tất nhiên là vốn thì anh phải có tầm độ 1.000 tỷ chẳng hạn thì anh mới xây được cái cảng, nhưng ý muốn nói là cái rào cản gia nhập nó vẫn dễ so với cả cảng không chẳng hạn. Cảng không thì anh hoặc là một doanh nghiệp nào đấy muốn gia nhập vào, cái rào cản gia nhập rất là khó. Và thực tế mà nói thì hiện nay 90% thị phần về cảng không là nằm ở trong tay một doanh nghiệp, đúng không? Chắc tí sẽ nói đến này. Thì trong một cái ngành mà chỉ cần không cần một ông nắm giữ trên 60%, mà chỉ cần ba ông nắm giữ trên 60%, thì sẽ liên quan khái niệm mà anh Tuấn nói, gọi là anh Tuấn hay nói gọi là cái mức độ bão hòa về ngành đấy. Thì cái lợi nhuận của các doanh nghiệp trong ngành đấy thì nó sẽ tương đối là tốt. Ok. Rồi ok. Thế thì bây giờ như này nhá, mình quay lại một chút cái chỗ cái phần mà ok, cái phần mà động lực yếu tố tăng trưởng này kia vân vân, các chuyên gia nói, và tôi tin rằng là rất nhiều nhà đầu tư thị trường cũng nhìn thấy được câu chuyện như vậy, đúng không ạ? Nhưng tuy nhiên thì khi mà chúng ta nói về một cái câu chuyện cụ thể ở tại cái đất nước này, thì mình cũng cần nhắc thêm một số cái yếu tố khác của mọi người tự xem như nào. Cái về cảng lý thuyết là như vậy, nhưng mà cái yếu tố mà đồng bộ ấy, về hạ tầng ấy, đúng không? Ví dụ như về cái chuyện là tàu nó tới cảng này, xem cái đường bộ nó có chạy thông suốt hay không, bằng các thể loại, thì các chuyên gia có thể cung cấp thêm cái thông tin đó, và liệu đó có thể là một cái rào cản cho các cái ngành về cảng tại Việt Nam trong hiện tại và trong thời gian tới hay không? Có thể coi đó là một cái loại rủi ro mà chưa giải quyết được hay không? Thì chuyên gia có thể bình luận thêm về. Em thì hoàn toàn đồng ý với cả ý kiến bên Quang. Thì nói chung là mỗi cái ngành thì chúng ta đều có những cái rủi ro, đều có những cái rào cản nhất định, thì thế thì nó mới gọi là cạnh tranh. Và về cơ bản thì trong từng cái, em đi sâu về cái nhóm về cảng biển chẳng hạn, thì hiện tại thì như trong slide có nói là hiện tại thì cái nhóm cảng hàng Hải Phòng và cảng cái mép Thị Vải là đang dư cung. Tuy nhiên cái việc dư cung nó lại về cái gọi là fundamental thì nó khác nhau. Ở cảng Hải Phòng thì thực sự nó đúng nghĩa là dư cung luôn, với việc là từ cái giai đoạn trước là cảng Lạch Huyện đã đi vào hoạt động rồi, nó đã xuất hiện tình trạng dư cung rồi. Đến thời điểm hiện tại, đến năm 2020 thì cảng này cụm cảng này lại có thêm cái sự tham gia của cảng Mipec và cảng Vitalize của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, thì nó lại làm cho tổng cái công suất của cái khu vực này nó tăng thêm 15% nữa. Đã dư cung thì lại càng dư cung thêm, trước là đã giảm rồi bây giờ lại càng phải gọi là giảm nữa để mà có thể cạnh tranh được giữa các cảng với nhau. Thì cái câu chuyện về dư cung thì em rất là đồng ý đối với cả cái khu vực cảng Hải Phòng. Tuy nhiên là cái cảng cái mép Thị Vải, chúng ta nói về dư cung thì nó đúng là dư cung, nhưng mà dư cung này là nó là một con số, nó là một con số thôi, và mình phải phân tích chi tiết về cái việc dư cung của cái mép Thị Vải nó như thế nào. Bởi thực tế
cái máy thị vải thì theo em đánh giá là nó lại có rất là nhiều cái tiềm năng tăng trưởng trong thời gian tới. Nó là bởi vì cái việc là như thế này, ở cái khu vực cảng trong cái miền Nam thì nó có cụm cảng cái máy thị vải và cụm cảng Cát Lái. Thì hiện tại cảng Cát Lái nó đã full công suất rồi, và hiện tại nó đã vượt quá cái công suất họ có thể cung cấp được, nên là những cái nguồn hàng sắp tới nếu mà muốn cập cảng này nó cũng không thể cập cảng được, mà nó sẽ phải đi qua cái khu cảng mép thị vải này. Thứ hai đó là cái câu chuyện là về cái hạ tầng giao thông của khu cảng mép thị vải này, hiện tại thì nó đang được cải thiện rất là tốt. Trong những năm vừa qua họ xây dựng cái hệ thống giao thông từ cảng cái mép thị vải đến các trung tâm các khu công nghiệp như ở Đồng Nai, ở Bình Dương, ở Long An rất là tốt, kể cả vào Hồ Chí Minh rất là tốt. Nó cũng góp phần nâng cái vị thế cạnh tranh của cảng cái mép với cả cảng thị vải. Và một cái yếu tố quan trọng nữa theo em nó là về cái việc là cảng cái mép thị vải này, về bản chất cảng cái mép thị vải nó là được cái yếu tố hỗ trợ là cái mép nước rất là sâu. Thì cái mép nước rất là sâu này ý, thì nó lại phù hợp với cái xu thế của cái các hãng tàu hiện tại trên thế giới, đó là họ ngày càng họ nâng cái kích thước của tàu của họ rất là cao để xử lý được nhiều hàng và tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên là hiện tại các cảng ở cái mép thị vải này thì hệ thống hạ tầng của họ lại không thể đáp ứng được cái nhu cầu làm hàng của các cái hãng tàu lớn đấy. Nó chỉ là xử lý được những cái tàu gọi là như là tàu cập cảng Cát Lái thôi. Chính vì thế nên là nó đặt lại một cái bài toán cho những cái doanh nghiệp đầu tư vào cảng cái mép ở đây là phải có cái hệ thống hạ tầng đầu tư cảng nó đồng bộ để có thể xử lý được cái những cái nhóm hàng, những cái hãng tàu mà họ có nhu cầu về tàu lớn vào đây. Nên là về cơ bản thì chúng ta nói là cái mép là dư cung, nhưng thực tế nếu đối với cả cái nhu cầu mà thực sự mà để các hãng tàu lớn họ vào cảng cái mép thì hiện tại thì hoàn toàn không hề dư. Tức là dư cung với tàu cỡ nhỏ và vừa thôi đúng không? Đúng rồi. Còn với cỡ lớn thì là thiếu cung. Đúng. Rồi, tức là ý anh Dũng là nếu mà cải thiện được các cái vấn đề vướng mắc về hạ tầng đồng bộ thì có thể sẽ phục vụ được nhiều hơn cái cầu khu vực này. Đây là một vấn đề cũng liên quan đến này, thì em chia sẻ thêm, em có bạn làm ở công ty về, tức là cũng vận chuyển hàng hóa rất là nhiều ấy. Thì anh bạn này bảo là một cái container từ Hà Nội xuống Hải Phòng hay từ Hải Phòng về Hà Nội có chi phí đâu đó gấp khoảng 3 lần đến 5 lần so với container này sang tận Nhật cơ. Đấy, thì đấy là một trong những cái yếu kém liên quan đến cái hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng đường bộ của mình. Thì nó không được đồng bộ. Thì hy vọng rằng là đến nữa FDI đến nữa thì giải ngân đầu tư công thì có thể giải quyết được cái vấn đề đó ở như ở khu cái mép thị vải chẳng hạn. Thì khi đó thì cơ hội đến với các doanh nghiệp có cái cảng lớn ở đấy sẽ rất là lớn, đúng không? Đó, còn khu và Hải Phòng thì về cơ bản là hạ tầng của khu Hải Phòng miền Bắc ấy, thì là rất là tốt, cũng khá là tốt rồi, đúng không? Nhưng mà mình cũng phải cộng thêm một cái nữa là cái việc mà gọi là công nghiệp hóa ấy, tức là mở rộng khu công nghiệp ấy, thì cái khu mà miền trong ấy nó tốt hơn ngoài này rất nhiều. Ví dụ như là ở khu trước đây Đồng Nai này gọi là thủ phủ của việc tăng trưởng công suất công nghiệp, bây giờ đang đến Bình Dương, thì cái phần mà Hồ Chí Minh, Bình Dương, Vũng Tàu, Đồng Nai, Vũng Tàu, bốn vị trí đấy, mà xung quanh đấy thì nó chỉ có hai cụm cảng, là một là Cát Lái, hai là cái mép thị vải. Thì nếu như mình nhìn tổng quan cái bức tranh ấy, thì mình nhìn thấy rõ ràng là đâu đó cái khu miền trong ấy nó sẽ được hưởng lợi nhiều hơn trong cái quá trình mà FDI mạnh ở Việt Nam. Thì đấy là đóng góp thêm góc nhìn. Ok, tức là anh vẫn thấy là cái cơ hội đối với cái doanh nghiệp cảng của miền Nam là trong tương lai nó về cái góc độ mà thiên thời ấy, thì nó phải mạnh hơn. Đương nhiên chúng ta phải gồm rất nhiều yếu tố như thiên thời, tiện lợi, rồi doanh nghiệp nữa. Đó là bức tranh tổng quan về ngành, đúng không ạ? Còn bây giờ để mà các nhà đầu tư có thể có thêm thông tin và lựa chọn ra quyết định chọn cho mình cơ hội như nào trong cái ngành này, đúng không ạ? Thì chúng ta phải đi sâu vào các cái cơ hội cụ thể các doanh nghiệp trong cái ngành này. Thì các chuyên gia có thể chia sẻ là trong cái nhóm ngành này thì các chuyên gia sẽ đề xuất là những doanh nghiệp nào là tiêu biểu, còn những doanh nghiệp nào là
có yếu tố, tức là tài xếp, đúng không? Thì tôi tự ưu tiên và cái kém ưu tiên hơn. Thì chắc là mời anh Phục chia sẻ đầu tiên vào ngày trước. Vâng ạ, thì về và thì trước tiên thì Phục cũng muốn trao đổi thêm về đó là cổ phiếu Zmandep. Thì đây là một cái công ty sở hữu cái chuỗi logistics khép kín và rộng khắp Việt Nam. Phải nói là rộng khắp đấy ạ. Chúng ta có thể nhìn thấy cái hệ thống của nó từ Nam vào Bắc đấy, rất rộng đấy ạ. Thì Zmandep sở hữu tổng cộng là 7 cảng. Thì trong đó có 3 cảng Hải Phòng, 1 cảng ở miền Trung là cảng Dung Quất và 3 cảng ở miền Nam. Bên cạnh đó thì nó sở hữu cái hệ thống kho bãi trung tâm phân phối rộng khắp cả nước. Tức là cứ chỗ nào có các cái khu công nghiệp, các tỉnh khu công nghiệp lớn thì Zmandep đều có. Rồi là Zmandep còn sở hữu cả liên quan đến một cái công ty về hàng không cơ. Đó là sở hữu hơn 30% của SCS, là một công ty chuyên làm hàng cho việc xuất khẩu, xuất nhập khẩu hàng không. Đó. Và các cái vị trí kinh doanh của Zmandep đều rất thuận lợi so với các đối thủ. Ví dụ như ở khu vực Hải Phòng chẳng hạn, thì cái cảng Nam Đình Vũ và Nam Hải Đình Vũ là hai cái cảng có vị trí chắc là đẹp nhất ở khu đó. Lạch huyện thì có thể đẹp hơn một chút nhưng mà chi phí lạch huyện thì quá cao so với những cái cảng ở trong này. Thế thành ra về bản chất thì Zmandep có hai cái cảng có lợi thế nhất ở đây nếu họ đưa vào full toàn bộ. Rồi là ở miền Nam thì Zmandep cũng đang xây dựng cái cảng Zmalin, đúng không ạ? Với hai giai đoạn, tổng công suất hai giai đoạn lên đến 2.4 triệu TEU. Tức là cái công suất phải nói là cái cảng gọi là đại cảng luôn đấy, cực kỳ lớn. Và đây là cái cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam. Thì giai đoạn 1 thì công suất khoảng độ 1,5 triệu TEU. Đó. Thì nếu mà đưa hết được các cái cảng vào hoạt động thì công suất của Zmandep có thể tăng từ 1,15 triệu TEU lên tới hơn 4 triệu. Tức là tăng hơn 3,5 lần cơ. Đó. Thì rõ ràng là nếu trong tương lai Việt Nam vẫn tăng cái xuất nhập khẩu mạnh như vậy thì Zmandep sẽ là một trong những cái thằng có khả năng tăng trưởng rất cao. Tuy nhiên trong ngắn hạn thì có thể thấy rằng là Zmandep có một số cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất là cái việc đầu tư khá dàn trải ở rất nhiều các cái lĩnh vực khác nhau như là bất động sản. Và đặc biệt là một cái lĩnh vực chúng tôi đánh giá là cần phải xử lý, đó là đầu tư cao su ở Campuchia. Thì với cái tổng đầu tư vào các cái điền trang cao su nó lên đến khoảng gần 1.700 tỷ. Nếu mà Zmandep mà sớm thoái được thì sẽ rất là tốt. Còn nếu không thì sẽ bị đọng vốn ở đấy rất nhiều, gây ra làm cho cái hiệu quả kinh doanh, cái ROE, tức là cái hiệu quả sinh lời trên vốn chủ sở hữu của Zmandep hiện nay chưa đến 10%. Đó, thì khá là lãng phí. Thì rất là hy vọng là Zmandep sẽ thoái được những cái đó thì sẽ trở thành một cơ hội đầu tư khá tốt. Và chúng tôi cho rằng là Zmandep thì phù hợp với những nhà đầu tư rất dài hạn. Bởi vì như đã trình bày những cái cảng kia thì nó cũng phải một thời gian nữa nó mới đi vào hoạt động. Và nó phải đồng hành cùng với sự tăng trưởng của xuất nhập khẩu của Việt Nam. Thì lúc đó Zmandep mới hưởng lợi được tốt. Đó là Zmandep. Tiếp theo là về cái cổ phiếu thứ hai, đó là cổ phiếu VSC. Thì đây là một công ty có hiệu quả kinh doanh tương đối cao và dòng tiền rất lớn. Thì hiện nay thì về cơ bản VSC thì có hoạt động trong hai cái lĩnh vực. Thứ nhất là khai thác cảng biển với hai cái cảng. Đó là cảng Xanh và cảng VIP Green. Tức là hai cái cảng này thì có một cái cảng ở phía bên trong cái cầu Bạch Đằng của sông Cấm. Thì cảng này về cơ bản VSC đã chuyển đổi công năng rồi, cũng như là làm hàng ở nội địa. Còn cái cảng phía bên ngoài, cảng VIP Green, thì cảng này hiện nay thì về cơ bản cũng hoạt động full công suất. Đó. Thì để mà có thể tăng trưởng tiếp thì chắc là VSC sẽ phải đầu tư sang khu vực lạch huyện thôi. Thì hiện nay thì chúng tôi đánh giá đó là một cái cổ phiếu chín muồi. Nợ vay thì sẽ hết trong năm 2020 này, thì sẽ làm giảm đi cái chi phí tài chính và cái dòng tiền trả nợ của công ty. Và tiếp theo là cái khấu hao của cái cảng VIP Green ấy, thì đến năm 2023 thì chúng tôi dự kiến cũng là khấu hao hết. Thì đây là một trong những cái điểm rất mạnh của VSC khi họ khấu hao rất nhanh các cái cảng của mình. Đó, cảng mới chỉ đi vào hoạt động có mấy năm thôi mà họ cũng sắp hết khấu hao rồi. Đó, thì lợi nhuận có thể tăng thêm khoảng 50 tỷ từ cái cảng này, từ 2024. Tiếp theo là mỗi năm cái dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của cái VSC này tạo ra khoảng 400 đến 500 tỷ. Tức là cao hơn gấp rưỡi so với cái lợi nhuận hiện nay. Đó, do như tôi vừa trình bày đó là khấu hao cao. Đó, thì trước khi... do đó là 2020 sẽ hết nợ vay và có thể là
VSC sẽ trả được cái cổ tức cao hơn nếu họ chưa vội đầu tư cái cảng ở Lạch Huyện. Còn nếu họ tiếp tục đầu tư ở cảng Lạch Huyện thì cổ tức của VSC cũng sẽ dao động được từ 2.000 đến khoảng 3.000 đồng trên một cổ phiếu. Đó. Tiếp theo là về tiềm năng tăng trưởng dài hạn trên 5 năm thì như tôi trình bày thì nó phụ thuộc vào các yếu tố sau. Một là giá làm hàng liệu kỳ vọng có thể tăng không, nhưng mà cái điều này có vẻ như hơi khó bởi vì cái dư cung của cái khu vực cảng Hải Phòng là rất lớn. Thứ hai là VSC thì cũng đã có kế hoạch là mở rộng cái cảng của mình ở cảng Lạch Huyện. Tuy vậy là do Covid diễn ra như thế này, cộng thêm một điều nữa là các cái cảng ở Lạch Huyện hiện nay hoạt động với cái công suất rất thấp và họ vẫn lỗ cơ, chưa thể có lợi nhuận được. Bởi vì cái chi phí để mà đưa cái container từ Lạch Huyện vào phía trong thì thứ nhất là cái về cái thời gian là dài hơn, do cái quãng đường phải dài thêm so với các cảng phía trong là khoảng độ 5 đến 7 cây số, đúng không ạ? Thứ hai nữa là cái chi phí qua cầu thì mỗi một container qua đó đâu đó cũng phải mất thêm chi phí, đúng không ạ? Mất thêm 500 ngàn đến 1 triệu gì đó. Đó. Thì cái cổ phiếu VSC này thì chúng tôi cho rằng là phù hợp với những nhà đầu tư để nhận cổ tức thôi. Còn cái việc tăng trưởng thì phải là rất là lâu nữa thì mới tính đến. Đó. Và cổ phiếu thứ ba là tôi muốn trao đổi đây, đó là cổ phiếu của cảng Đình Vũ. Tức là đây là một doanh nghiệp chín muồi có duy nhất cái cảng này thôi. Thì cổ tức đâu đó khoảng 11% so với thị giá hiện nay. Tức là một mức cổ tức rất cao, cao gần gấp đôi so với lợi suất ngân hàng. Thì để có được cái điều này thì do vị trí cảng Đình Vũ là cũng nằm ở ngoài cái cầu Bạch Đằng, rất là thuận lợi. Và cái công suất hoạt động của cảng Đình Vũ thì luôn vượt công suất khoảng 30% trong mấy năm trở lại đây rồi. Thì cái cảng chính này đã hết khấu hao từ rất lâu. Đó. Dòng tiền mỗi năm thì khoảng 250 tỷ đồng thì nó cũng tương đương với khoảng mức lợi nhuận của cái cảng Đình Vũ này, thì khoảng là 6.250 đồng trên một cổ phiếu. Tiền mặt lớn lên đến khoảng 900 tỷ đồng, trong khi tổng tài sản của công ty này chưa đến 1.200 tỷ đồng. Đó, thì riêng cái lượng tiền mặt trên mỗi cổ phiếu là khoảng 22.500 đồng trên một cổ phiếu, chiếm tới 82% tổng tài sản. Thì cổ tức một năm dự kiến chúng tôi cho rằng là có thể đạt từ 4.000 đến 5.000 đồng một cổ phiếu. Thì cổ phiếu này cũng rất phù hợp với những nhà đầu tư nào mà nhận cổ tức. Thì chúng ta hãy đợi những cái đợt điều chỉnh giá, chẳng hạn khi nào cổ tức đạt cổ tức này chia cho giá thị trường khoảng độ 11, 12, 13% thì là những cái cơ hội vào rất tốt đối với cổ phiếu Đình Vũ này. Và tôi xin trình bày thêm tiếp đây là liên quan đến hai cái cổ phiếu liên quan đến lĩnh vực hàng không. Đầu tiên đó là ACV. Thì đây có thể nói là ông trùm của lĩnh vực hàng không Việt Nam với cái thị phần lên đến hơn 90%. Thì ACV có lợi thế độc quyền và họ trực tiếp khai thác 22 cái cảng hàng không, bao gồm 8 cảng hàng không quốc tế, đúng không? Và 14 cảng hàng không nội địa, và trong đó đặc biệt là hai cái cảng Tân Sơn Nhất và Nội Bài. Đây là hai cái cảng hàng không có sở hữu các cái đường bay có thể nói là hiệu quả nhất thế giới, chứ không phải là ở Việt Nam đâu. Và nó mang lại cái lợi ích rất lớn cho ACV. Thì công ty này độc quyền ở Việt Nam với từng này cái cảng như thế ạ. Rồi ACV sẽ là cái chủ đầu tư của dự án sân bay Long Thành. Thì đây là có thể là động lực tăng trưởng trong tương lai rất xa, khi mà Tân Sơn Nhất có thể là đã full công suất hoặc là cần một động lực tăng mới. Thì ACV thì lại cũng rất phù hợp với những nhà đầu tư dài hạn, do công ty này vẫn còn đang trong quá trình đầu tư, thành ra cái cổ tức của nó thì không được cao. Cổ tức trên thị giá đâu đó thì khoảng độ chưa đến khoảng độ 2% thôi, không cao. Thì chúng ta phải kỳ vọng rất dài. Và tiếp theo một cái cổ phiếu nó cũng không phải là cảng lắm, nhưng mà nó là một cái cổ phiếu phụ trợ cho cái việc xuất nhập khẩu hàng đi ra nước ngoài rồi là ở trong nước. Thì đó là cổ phiếu SCS. Thì hiệu quả kinh doanh cổ phiếu này rất cao, với cái lợi suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu lên đến 55%, rất cao. Được rồi, là cái triển vọng tăng trưởng của SCS vẫn còn khá bền vững. Thì đầu tiên, các cái lợi thế cạnh tranh của SCS như sau: rào cản gia nhập ngành này thì rất lớn, do Tân Sơn Nhất về cơ bản là không còn cái khoảng đất trống nào cho một cái đối thủ tiếp theo mà có thể xây dựng những cái kho hàng rồi để làm hàng giống như SCS nữa. Tiếp theo là đối thủ chính nhất của SCS ở cái cảng Tân Sơn Nhất này, đó chính là TCS. Đây là một cái công ty con của hãng hàng không Việt Nam HVN. Thì nó đã phun cái công suất 350.000 tấn trên năm. Thì cùng lắm cái công ty này có thể thêm một chút công suất khi nó xây thêm tầng thôi, nhưng mà điều đó nó không
thêm nhiều. Còn lại thì SCS thì mới hoạt động 170.000 tấn trên cái công suất thiết kế 200.000 tấn. Tuy nhiên một điều thú vị ở SCS là SCS có thể mở rộng cái công suất của mình lên đến 350.000 tấn. Đó, thì đây là một cái tiềm năng có thể tăng trưởng trong cái tương lai. Và cổ đông lớn của SCS là một cái lợi thế rất lớn cho công ty này. Trước tiên đó là ACV, chính là cái cổ đông lớn của SCS. Thì như chúng ta đã vừa biết ở trên, ACV là độc quyền trong cái lĩnh vực khai thác cảng. Thế thành ra có rất nhiều lợi thế có thể hỗ trợ cho SCS. Thứ hai là Zmandep, là cổ đông lớn của SCS này. Thì Zmandep có cái hệ thống hỗ trợ rất tốt cho công ty này, với cái mạng lưới logistics khép kín và tập khách hàng khổng lồ, có thể hỗ trợ đi lại với cái SCS này rất nhiều. Và ROE trên 50%, cổ tức đối với SCS này thì rất cao, có thể trả 8.000 đồng. Thì thực tế năm 2019 đó là SCS đã thống nhất chia cổ tức với 8.000 đồng, tức là 6,5% trên với thị giá, tương đương với mức lợi suất gửi ngân hàng. Trong khi mà SCS thì theo chúng tôi đánh giá tính toán, thì với cái lượng hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu đang nhiều như thế, đặc biệt là trong cái lĩnh vực công nghệ cao, thiết bị điện tử, thì nó có thể tăng trưởng khoảng 8 đến 15% trong 5 đến 7 năm tới. Thì đây cũng là một cơ hội rất tốt cho cả trung hạn và dài hạn. Đó. Đó. Thì rồi. Đây là tôi trao đổi về một số cổ phiếu. Xin cảm ơn anh Phục. Anh Phục đã chia sẻ ba doanh nghiệp trong ngành cảng biển là Zmandep, VSC và cảng tiêu thụ DPP, đúng không ạ? Và hai doanh nghiệp trong ngành cảng hàng không mà có liên quan, đó là ACV và SCS. Thì các chuyên gia khác có thể bổ sung thêm góc nhìn của mình, comment bình luận cổ rủi ro đối với những cổ mà anh Phục vừa đưa lên, và có thể bổ sung thêm những cái doanh nghiệp khác mà chúng ta theo góc nhìn của mình. Xin mời anh Vũ. Những cổ phiếu mà anh Phục vừa trình bày thì nó cũng là những cái cổ phiếu về cơ bản đó là những cái cơ hội đầu tư tốt nhất trong ngành theo cái quan điểm của em. Thì trước tiên thì em cũng muốn bổ sung thêm một số cái về SCS trước đi. Thì cái cổ phiếu SCS này thì trong quá khứ thì nó đang được giao dịch với cái mức PE average nó vào khoảng độ 14 lần. Trong khi do tác động của COVID-19 nên là hiện tại thì cái mức giao dịch của SCS nó đang vào khoảng 11 lần. Tức là đâu đó thì chúng ta còn cái upside so với cả quá khứ nó vào khoảng độ 30%. Và thực tế thì SCS không bị ảnh hưởng bởi cái dịch COVID-19 vừa rồi nhiều đến mức mà cổ phiếu nó bị discount như thế. Nên em cho rằng là cái mức giá hiện tại để mà đầu tư SCS nó rất hấp dẫn. Thì ngoài ra thì SCS nó còn một số cái động lực có thể tác động đến giá của cổ phiếu. Thứ nhất đó là những cái thông tin khi mà SCS có thể mở rộng công suất cái cảng hiện tại của họ lên 75% nữa. Thứ hai nữa nó là những cái thông tin nó có thể liên quan đến việc là SCS họ được cấp cái giấy phép xây dựng cái tòa nhà thứ hai, thì cái điều này thì nó sẽ có thể góp phần là tăng cái doanh thu hoạt động thuê văn phòng của họ lên gấp 3 lần. Hiện tại thì nó đang vào khoảng độ đâu đó là 40 tỷ một năm, thì khi mà cái tòa nhà thứ hai đi vào hoạt động và đã thuê được 100% đối với các khách hàng thì nó sẽ tăng lên cái tổng doanh thu về thuê văn phòng vào khoảng độ 120 tỷ một năm. Thì cái điều này thì theo đánh giá thì họ sẽ đang rất là gấp rút xin cái giấy phép, và có thể giấy phép sẽ được kỳ vọng là được cấp trong vòng năm sau và có thể xây dựng trong vòng một năm, và dự kiến là đến năm 2022 tòa nhà này là có thể cho vào hoạt động và cho thuê được rồi. Hoặc là một cái những cái thông tin như là về việc SCS họ đang có cái ý định M&A một cái công ty cảng hàng hóa ở Nội Bài. Thì họ SCS thì cũng chia sẻ họ đang làm việc với hai đối tác tiềm năng rồi, và rất có thể là cũng trong khoảng thời gian rất ngắn thôi thì họ cũng sẽ tiến ra thị trường miền Bắc bằng việc M&A một trong ba cái cảng hàng hóa không hiện tại. Thì theo em đánh giá thì hiện tại thì Nội Bài hiện tại là đang có ba công ty khai thác, nó là Nội Bài Cargo, nó là ACSP và nó là ALS. Thì theo em đánh giá thì cái khả năng M&A đối với ACSP là cao nhất, bởi vì ACSP là nó đang sở hữu hệ thống hạ tầng, nó có quyền sử dụng đất, trong khi mà Nội Bài Cargo là đang phải thuê nhà ga của ACSP để làm hàng. Còn ALS thì nó có ít có khả năng xảy ra, bởi vì cái cảng hàng hóa của ALS nó là
nó chiếm cái vị trí trung tâm trong cái hệ thống chuỗi logistics của họ, bởi vì họ có cái mô hình nó là cái cảng hàng hóa kéo dài, tức là hàng hóa có thể được làm ở những cái khu vực khu công nghiệp, và đồng thời đến cái cảng ở Nội Bài thì nó là cái trung tâm chuyển tiếp. Chính vì thế là cái khả năng mà em lấy được cái LS thì nó thấp. Đấy, về cơ bản thì asset thì theo em thì nó sẽ có những cái thông tin về những cái catalyst kia, nó có thể làm cái động lực tăng giá của cổ phiếu SCS. Một cái cổ phiếu nữa mà em cũng muốn bổ sung thêm này, đó là về Gemadep. Thì như em cũng có nói ở trên thì cái khu cảng Cái Mép Thị Vải thì theo em đánh giá nó là một cái khu cảng nó có cái tiềm năng tăng trưởng tốt nhất tính đến hiện tại. Tuy nhiên là cái bài toán về cơ sở hạ tầng đáp ứng được để mà khai thác những cái tàu lớn nó là một cái bài toán đặt ngược lại cho những cái doanh nghiệp đầu tư vào đây. Thì Gemadep giải quyết được bài toán này bằng cái việc là họ đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng rất là hiện đại vào Gemalink. Phải nói là cái hệ thống thiết bị cũng như hạ tầng mà Gemadep đầu tư vào Gemalink hiện tại nó đang là hiện đại nhất Việt Nam, đồng nghĩa với việc là Gemadep có thể tiếp nhận được tàu có tải trọng lên đến 200.000 tấn, cũng là tải trọng mà lớn nhất mà Việt Nam có thể làm hàng được đến thời điểm hiện tại. Và đó thì nó rõ ràng đó là một cái lợi thế cạnh tranh rất là lớn của Gemadep so với cả những cái công ty khai thác cảng khác ở trong khu vực Cái Mép Thị Vải, cũng như là cạnh tranh được với cả khu vực Cát Lái. Nhìn rộng hơn nữa thì thực tế là cái cảng Gemalink này họ còn có thể cạnh tranh được với cả những cảng khác trong khu vực nữa cơ. Điều đấy một phần đến từ cái cơ cấu cổ đông của Gemadep, nó là có hai có hãng tàu là CMA CMG, họ sở hữu 25% cái cảng Gemalink này. Thì khi mà Gemalink này nó đi vào hoạt động thì ngay lập tức là cái hãng tàu này họ sẽ chuyển toàn bộ cái khối lượng khai thác cảng mà họ đang làm ở Cát Lái sang cảng Gemalink. Cái khối lượng nó rơi vào khoảng độ 700.000 tiêu một năm, nó tương đương với cả gần một nửa công suất giai đoạn 1 của Gemalink rồi. Ngoài ra thì CMA CMG họ cũng sẽ thuyết phục những cái hãng tàu bạn khác của họ ở trong cái liên minh hàng hải, vì những cái hãng tàu này là thường là họ có những cái liên minh với nhau để có thể di chuyển cái nguồn hàng với nhau, thì họ cũng sẽ có ý định là họ thuyết phục những cái bạn hàng hãng tàu khác hiện tại đang cập cảng ở Campuchia hay là cập cảng ở Philippines về cập cảng của Gemalink này. Chính vì thế là khi mà Gemalink này nó đi vào hoạt động thì nó có, em đánh giá là nó có rất là nhiều tiềm năng để phát triển. Thì đối với cả cái triển vọng kết quả kinh doanh của Gemadep thì trong năm nay thì dự kiến là lợi nhuận nó sẽ có thể giảm nhẹ do là dịch Covid. Sang năm 2021 thì vì là Gemalink nó đi vào hoạt động năm đầu nên là nó sẽ có thể ghi nhận lỗ. Tuy nhiên là cái tăng trưởng từ những cái cảng khác nó sẽ có thể bù vào và offset được cái phần lỗ này, nên là lợi nhuận của 2021 nó sẽ có thể tương đương với 2020. Tuy nhiên là cái lợi nhuận của Gemadep nó sẽ có thể thực sự tăng trưởng mạnh vào năm 2022 khi mà cái cảng Gemalink này nó vượt qua cái điểm hòa vốn. Thì theo em ước tính thì khi mà cảng Gemalink này nó đi vào hoạt động full công suất giai đoạn 1 thì nó sẽ có thể mang về cho Gemadep vào khoảng độ 250 tỷ lợi nhuận. Nó tương đương với cả tăng gấp rưỡi so với cả với cái mức lợi nhuận hiện tại của Gemadep. Chính vì thế nên là theo em thì Gemadep nó là một cái câu chuyện nó tăng trưởng dài hạn, và nhà đầu tư có thể follow theo cổ phiếu này với những cái động lực tăng giá nó theo cái tiến độ cập nhật về hạ tầng của Gemalink, hoặc là về những cái mức công suất mà Gemalink đạt được, và hoặc là những cái về khách hàng mà Gemalink đạt được nó như thế nào. Thì anh cũng xin cập nhật một chút là Gemalink thì đến thời điểm hiện tại thì đã hoàn thành được 90% công suất hạ tầng, 90% phần xây dựng hạ tầng và 70% về phần thiết bị và thượng tầng. Và dự kiến thì đến tháng 10 thì họ sẽ hoàn thành toàn bộ 100% cả hạ tầng và thiết bị, và dự kiến là tháng 11 họ sẽ bắt đầu đi vào hoạt động thử, và tháng 1 năm 2021 là chính thức hoạt động và nhận hàng. Xin cảm ơn phần bổ sung rất là chi tiết của chuyên gia
cover ngành đấy anh Dũng. Rồi thì còn anh Tuấn và anh Tùng bổ sung thêm cái góc nhìn view về đầu tư, về rủi ro đối với các doanh nghiệp trong ngành này. Sự thật là lại giống hệt như anh Dũng này thì nói lại rồi. Nhưng thôi thì bổ sung thêm, bởi vì thực ra em thứ nhất là SCS với cả Demandex, thứ nhất là hai doanh nghiệp đấy. Tuy vậy thì đương nhiên trong thời điểm hiện tại thì vẫn thích SCS hơn. SCS nó nhiều câu chuyện hơn. Thì để nhìn qua SCS thì tất cả những cây câu chuyện mà Dũng nói thì rất là đầy đủ rồi, thì bổ sung thêm một vài ý thôi. Ví dụ như là chúng ta nhìn lại cái doanh thu của SCS tăng trưởng, ví dụ năm 2016 500 tỷ thì đến năm 2019 là họ lên là 747 tỷ, tăng trưởng 50%. Nhưng trong thời gian đấy thì lợi nhuận thì tăng từ 245 tỷ đến 502 tỷ, tức là lợi nhuận tăng gấp đôi. Nhưng trong cái khoảng thời gian đấy thì tài sản cố định của họ không hề tăng một tí nào. Tức là mình thấy là tài sản cố định của họ là 800 tỷ, là từ cái lúc, từ thậm chí nếu nhìn xa hơn nữa, từ 2014 rồi đến tận 2019, cái tài sản cố định họ vẫn nguyên là 800 tỷ. Mà một nửa đến đấy là xây nhà. Tức là đâu đó cái phần mà lợi nhuận từ cái phần tài sản cố định mà máy móc thiết bị để vận chuyển hàng hóa ấy, nó vẫn chỉ là 400 tỷ thôi. Tức là mình nhìn thấy rằng là cả một thời gian dài kiếm được rất nhiều tiền nhưng mà không hề phải chi một đồng nào cho việc tài sản cố định. Thì giống như là việc chúng ta làm một doanh nghiệp, chúng ta không cần đầu tư tài sản cố định, chúng ta không có hàng tồn kho, phải thu rất thấp, thì một doanh nghiệp quá là tuyệt vời để nắm giữ, đúng không? Giống hệt như cái, nếu như mình xem mấy cụ Warren Buffett có đầu tư cái Sikandy ấy, thì là một doanh nghiệp mà thực ra là họ không hề mất chi phí cố định. Cái nhà xưởng thì nó cũng chỉ có thế thôi, chủ yếu là dựa trên cái việc biến phí đấy, làm bao nhiêu thì bán ra từng đấy. Thì đây là một doanh nghiệp mà về cái cash cow của nó, cash out của nó, tức là tổng tiền ra của họ rất là tốt. Thì đấy là một doanh nghiệp mà rất là xứng đáng, mà nó họ xứng đáng mức PE nó rất là cao. PE 15 lần em nghĩ vẫn là ok, Tuấn nghĩ vẫn là ok. Trao đổi với anh Tuấn là nếu đến nữa nó mà full với công suất 200.000 tấn thì biên lợi nhuận nó còn cao hơn nữa cơ. Và khi nó mở rộng lên 350.000 thì thực sự là cái chi phí cố định nó không cần là quá lớn. Đó. Doanh nghiệp này không cần lớn cái chi phí cố định, tức là nó không thâm dụng vốn đấy. Đúng rồi, tức là không hề thâm dụng vốn một tí gì. Ví dụ xây dựng một doanh nghiệp thép như Hòa Phát chẳng hạn, ông phải đầu tư một cái doanh nghiệp, một cái hạ tầng cố định cực kỳ lớn, mấy chục nghìn tỷ. Nhưng mà cái này gần như là không cần thêm cái gì, thêm mỗi mấy ông nhân công nữa vào để xây mà lợi nhuận rất ok. Đấy là một, thì đấy là cái SCS là với góc độ của Tuấn ấy cũng đánh giá rất cao doanh nghiệp này, nhất là mức giá rất rẻ như hiện tại. Đó, đấy là một điểm. Điểm thứ hai đối với Demandex thì cũng như anh Dũng nói thôi, thì Tuấn bổ sung thêm một chút nữa là đúng là họ có cái hệ sinh thái rất là tốt. Chính vì vậy mà khi mà Demandlink bắt đầu đi hoạt động thì hoàn toàn họ có thể full công suất luôn. Cái CGA tức là cái công ty cổ đông của họ ấy, thì họ đứng thứ 3 trên thế giới trong phần vận chuyển tàu siêu cường siêu trọng. Thì họ là ví dụ một năm của họ, ví dụ 2019 ấy, của họ ấy là một, họ vận chuyển 1,6 triệu têu. Công ty đứng đầu là khoảng 3 triệu, công ty đứng thứ hai khoảng 2 triệu rưỡi, thì ông này 1 triệu rưỡi, 1 triệu 6. Và công ty đứng thứ tư khoảng 1 triệu rưỡi, tức là thứ ba thứ tư gần tương đương nhau. Thì mình thấy rằng là nó là một công ty khá là lớn. Thì Demandex chỉ có một nhược điểm, đó là khi mà Demandex đầu tư ấy, thì họ luôn luôn đầu tư dàn trải, tức là cùng một lúc họ đánh rất nhiều mặt trận. Thay vì ví dụ mình quét nhà xong thì mình lau nhà chẳng hạn, thì đây ông vừa quét ông vừa lau. Thế chính vì vậy mà cái hiệu quả doanh nghiệp của họ trong ngắn hạn sẽ không được ok lắm. Thì đúng như anh Dũng nói là chúng ta cần phải nhìn doanh nghiệp này trong dài hạn hơn một chút. Anh Tùng bổ sung thêm góc nhìn đầu tư của anh. Trong năm doanh nghiệp này thì em thích nhất là thằng ACV. Lý do vì sao? Thì ngoài lý do độc quyền như anh Phục nói thì ngành này chiếm đến trên 95% cái 90% cái lượng hành khách mà lưu thông ở Việt Nam mình á. Câu hỏi khi mà đầu tư vào một doanh nghiệp ấy là mà em hay hỏi ấy, là 5-10 năm tới thì lợi nhuận của doanh nghiệp ấy sẽ như thế nào, thì chúng ta khá là chắc chắn là 5-10 năm tới là lợi nhuận của thằng ACV này nó tiếp tục tăng lên. Tất nhiên là năm nay nó sẽ bị hit với Covid, quý 2 lỗ. Nhưng mà sau 1-2 năm nữa là gần như chắc chắn là chúng ta biết là sẽ hồi phục lại, vì mọi người sẽ đi giao thông trở lại. Cái thứ hai là doanh nghiệp đơn giản dễ hiểu, và thứ ba là cái mức định giá nó cũng không phải quá đắt nếu mà chúng ta
nhìn từ cái vốn hóa chia cho dòng tiền doanh nghiệp thu được thì đâu đấy nó chỉ khoảng 10-11 lần với một doanh nghiệp rất là lớn. Thì đứng ở góc độ là nhà đầu tư cá nhân thì có thể là chưa thấy hấp dẫn, nhưng mà đứng ở nhà đầu tư tổ chức thì em nghĩ đấy là một cơ hội đầu tư rất là tuyệt vời, vì cái mức lợi nhuận là tương đối chắc chắn mà cái số vốn giải ngân thì rất là nhiều. Cái cơ hội tương tự như này ở bên Thái Lan ấy, thì là ở bên Thái Lan có một cái công ty này nó chỉ quản lý 6 sân bay thôi. Thằng này thì là không phải là 8 sân bay quốc tế mà là 9 sân bay quốc tế và 13 cảng sân bay nội địa. Thì cái công ty bên Thái Lan ấy nó được định giá đối với tầm khoảng 24 tỷ đô. Còn ở ACV thì định giá hiện tại, mức định giá hiện tại tầm khoảng 5 tỷ đô. Và công ty Thái Lan người ta trả P cho nó là 60 lần. Còn giả sử như là trong vòng 5 năm tới hoặc 10 năm tới đi, lợi nhuận của ACV tăng gấp đôi và mức định giá tăng gấp đôi thì chúng ta có một cơ hội nó tăng khoảng 4 lần. Tất nhiên là với một nhà đầu tư cá nhân thì có thể không hấp dẫn lắm, nhưng mà với một nhà đầu tư tổ chức mà cầm tiền lớn thì em nghĩ đây là một cơ hội rất là tốt. ACV đã từng lúc IPO mười mấy nghìn, sau tăng một mặt lên 14 ngàn vẫn kinh khủng. Ok, thì anh Phục thì nếu mà xếp theo thứ tự các cơ hội này anh đề xuất ra thì anh theo thứ tự anh thích như nào để mình dễ tổng kết hơn? Là cái việc xếp hạng thì nó cũng hơi khó. Tuy nhiên là em thì mỗi công ty có một lợi thế. Nhưng mà nhà đầu tư mà thích nhận cổ tức chẳng hạn thì là VSC và Đình Vũ. Rồi. Đó, thì đấy là hai mã nhận cổ tức. Đúng không? Nhà đầu tư mà thích cái cổ phiếu mà có lợi thế cạnh tranh và chắc chắn thì là SCS và ACV. Đấy, còn nhà đầu tư mà vừa thích theo câu chuyện mà lại nghĩ đến cái việc follow cổ phiếu rất dài ấy, và có thể chết đinh theo cái các cái giai đoạn gọi là 3 tháng, 6 tháng hoặc gì đó thì đấy, cổ phiếu Zemandep là một trong lựa chọn rất tốt. Đấy, thì Zemandep thì về rất dài hạn thì nó cũng tiềm năng, nhưng mà nó cũng tạo ra các cái con sóng ngắn hạn 3 tháng đến 6 tháng mà nhà đầu tư có thể là ra vào để tối đa hóa lợi nhuận. Ok, như vậy là view của các chuyên gia về các cơ hội trong ngành này cũng khá là rõ ha. Đồng thuận mà cao thì các chuyên gia đề xuất là SCS và Zemandep. Anh Tùng thì có một cái view rất là riêng. Anh Tùng thích ACV vì những cái đặc thù và so sánh một cái cây tương tự ở các nước khác, đặc biệt là cho các nhà đầu tư tổ chức. Còn anh Phục thì phân hạng rất rõ. Ai mà thích cổ tích thì là VSC và DVB. Có lợi thế cạnh tranh rõ ràng là SCS và ACV. Và cuối cùng là câu chuyện hấp dẫn dài hạn thị trường Zemandep. Rồi, như vậy là chúng ta đã trải qua khoảng hơn một tiếng để mà các chuyên gia thảo luận và chia sẻ cơ hội và rủi ro trong ngành rồi. Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết một số câu hỏi để giao lưu với các quý nhà đầu tư ha. Mình sẽ trong thời gian đó các quý nhà đầu tư có thể tiếp tục gửi câu hỏi về cho các chuyên gia ha. Mình sẽ chọn một số câu ở đây. Đợi mình xíu nhé. Các chuyên gia cho hỏi là con TCL có EPS là 3.000 mà sao trả cổ tức 7.000, doanh nghiệp giấu lợi nhuận phải không ạ? Các chuyên gia ai theo dõi con TCL không? Thế thì em xin phép trả lời con này. Không biết là vị quý thì khán giả này lấy ở đâu thông tin trả cổ tức 7.000, nhưng mà con số này là không có nhé. Quý vị có thể vào xem cái nghị quyết đại hội đồng cổ đông của các công ty này, đúng không ạ? Thì với cái việc EPS khoảng hơn 3.000 trừ đi phúc lợi khen thưởng các thứ thì TCL trả cổ tức mắc thì chắc là được khoảng độ 3.000 đồng. Đấy là về cái xu hướng dài hạn. Còn thực tế thì TCL trả cổ tức hàng năm, trả cổ tức hàng năm đâu đó là khoảng độ 3.000 đồng, khoảng 2.000 đến 3.000 đồng. Còn cái việc 7.000 ấy thì nếu có ấy, thì nó là những cái cổ tức đột biến một năm nào đó. Ví dụ như chúng ta có thể thấy trong quá khứ có rất nhiều, ví dụ như cổ phiếu Vina Cà Phê chẳng hạn, trả cổ tức đến khoảng hơn 100%, đúng không? Hay là cái cổ tức của bến xe miền Tây, họ cũng trả cho có năm họ trả đến 200%. Hay là cái cổ phiếu Kinh Đô sau khi nào bán cái mảng bánh kẹo cách đây 5-6 năm trước thì nó cũng trả cổ tức đột biến một lần. Thì đó là cái câu trả lời, là đó là trả cổ tức đột biến một lần thôi, chứ không phải là trả cổ tức thường xuyên. Ngoài ra quý vị và các bạn cần phải nhìn rõ
cổ tức của công ty năm nào ấy trả thì phải thông qua cái nghị quyết đại hội đồng cổ đông, chứ không phải là thông qua cái thời gian nó chốt danh sách chi trả. Có thể có những công ty là cổ tức từ 2018 nhưng đến 2020 họ mới trả cơ. Thế là cộng dồn vài năm. Thế thành ra chúng ta lưu ý là chúng ta xem cổ tức phải vào nghị quyết đại hội đồng cổ đông hàng năm. Thì đấy chính là cái nơi mà chốt cái cổ tức cuối cùng cho quý vị ạ. Rồi, cảm ơn anh Phục. Có một nhà đầu tư hỏi này, hiện tại BVT và AST có đáng để đầu tư không ạ? BVT và AST. Với AST thì thực ra cái này vâng, theo dõi hơi lâu rồi, nhưng có một điểm này là AST họ đầu tư khá nhiều vào một số dự án ở Quảng Ninh, dự án đất ở Quảng Ninh ấy. Và dự án đấy thì cái hiệu quả nó chưa được rõ ấy. Thì đương nhiên với OK, những thứ khác mình có thể bàn thêm, nhưng mà cái vấn đề quản trị ấy, mình ở góc độ của em đánh giá là cảm thấy nó chưa happy với việc mà chưa mình thích ở việc mà họ phân bổ vốn nó chưa được tốt lắm. Đấy là đóng góp thêm một chút về AST. Em có một chút cái bổ sung về AST này. Thì thật ra nếu mà nói câu chuyện đầu tư của AST thì chúng ta phải so sánh giữa AST với cả Sasco, SAS ở trong miền Nam. Thì rõ ràng là nói đến cái câu chuyện là đầu tư về ngoài ngành thì rõ ràng là AST là đầu tư ngoài ngành ít hơn rất là nhiều. Rồi Sasco thì họ đầu tư vào rất là nhiều vào những cái khách sạn, những cái khu du lịch. Thì thực ra nói ngoài ngành thì cũng không phải là ngoài ngành lắm, bởi vì nó cùng một cái hệ sinh thái về du lịch cả. Tuy nhiên là vì cái thời điểm hiện tại thì do là cái dịch bệnh như này, nên là rõ ràng cái hiệu suất kinh doanh của những cái khách sạn này bị ảnh hưởng rất là nhiều. Trong khi AST thì họ chỉ có một chút cái phần đầu tư ngoài ngành như vậy thôi, còn lại phần lớn là cái hoạt động core của họ là họ gắn liền với cả cái hoạt động của sân bay Nội Bài. Và rõ ràng là cái triển vọng của AST thì nó sẽ gắn liền với cả cái triển vọng phục hồi của toàn bộ cái nền du lịch của Việt Nam, và cụ thể hơn là triển vọng phục hồi của cái lượng du khách quốc tế, bởi vì thực tế là những cái du khách quốc tế là những cái người mà chi tiêu nhiều hơn, họ cũng tích cực mua hàng, mua sắm đồ lưu niệm cũng như là sử dụng những cái dịch vụ của AST. Chính vì thế là cái câu chuyện về cái triển vọng phục hồi của AST theo anh thì nó gắn liền với cả cái triển vọng phục hồi của cái nhóm phân khúc khách nước ngoài. Nó cũng đồng thời cũng chính là cái catalyst về phục hồi của cái ICB. ICB về cơ bản thì khi mà họ phục hồi được thì họ cũng là cái lượng khách nước ngoài họ phục hồi được, thì đương nhiên là nó sẽ kéo theo là cái kết quả kinh doanh họ sẽ phục hồi. Và theo anh đánh giá thì cái triển vọng phục hồi trong tương lai, trong tầm 1-2 năm tới nó rất là lớn. Nên là giá hiện tại thì rõ ràng là để mà chúng ta đầu tư dài hạn là hoàn toàn là có thể. Ok. Thì con AST này thì tôi cũng đồng quan điểm với anh Tuấn hay là anh Dũng. Thì đó là nó là một trong những cái con cũng gọi là hàng hiếm để bán hàng miễn thuế ở sân bay, đúng không ạ? Thì cái này nó phụ thuộc rất nhiều như anh Dũng nói, đó là cái sự phục hồi của cái lưu lượng khách nước ngoài đến Việt Nam. Thì rõ ràng với cái xu hướng phát triển kinh tế của Việt Nam rất tốt, du lịch của chúng ta đang ngày càng chuyên nghiệp, rồi là đầu tư FDI rất nhiều, không những là khách nước ngoài họ đến du lịch, họ đến công tác ngày càng nhiều hơn. Thì về rất dài hạn thì rõ ràng con AST này thì có một cái lợi thế rất tốt, đúng không? Mà định giá thì hiện nay so với lịch sử của nó thì là tương đối hấp dẫn, đúng không? Tuy nhiên thì như chúng ta đã biết, Covid-19 thì ảnh hưởng ít nhất là phải đến hết 2021 thì mới có thể là phục hồi, phải cuối 2021 may ra mới có thể phục hồi. Thì quý vị đầu tư thì cần phải chú ý đến việc là con này thì có thể đầu tư phải rất dài đấy, chứ cũng không thể phục hồi ngay được. Đó, lợi nhuận năm nay thì khả năng cao có thể lỗ, đúng không ạ? Có thể lỗ. Đó, thế thành ra quý vị phải chú ý điều đó. Thì ngoài ra thì có con PVT, đúng không ạ? Vâng, thì PVT thì đợt vừa rồi chứng kiến sự sụt giảm tới 50% giá trong vòng hơn một năm qua về cái mức đáy ấy. Thì nguyên nhân chủ yếu là do có liên quan đến nội bộ một chút, liên quan đến kiện tụng một chút. Thế thành ra làm cho cái cổ phiếu này bị xuống giá rất là mạnh. Còn về lợi thế cạnh tranh, về các thứ thì chúng tôi đánh giá lợi thế cạnh tranh của PVT là rất tốt. Nó đang là số 1 ở lĩnh vực của mình. Và nó có rất nhiều cái lợi thế ở chỗ. Thứ nhất là nó có các cái 2/3 số lượng tàu nó tuổi rất trẻ.
tuổi rất trẻ và phù hợp với cái tiêu chuẩn hàng hải quốc tế hiện nay là rất là khắt khe về khí thải, về các thứ đó. Rồi là nó mua được tàu ở những cái giai đoạn giá rất thấp, tức là giai đoạn giá tàu mua ở trên thế giới này nó phụ thuộc rất nhiều vào cái việc giá cho giá làm hàng, giá thuê. Thì cái giá làm hàng của cái giai đoạn mấy năm vừa rồi rất thấp, thế thành ra là cái thằng PVT này nó cũng lợi dụng cơ hội đó, nó mua được các cái tàu giá rất rẻ đó. Thì đây là những cái lợi thế rất mạnh trong tương lai của nó. Còn về việc định giá của nó với một cổ phiếu năm nay rất khó khăn nhé, năm nay Covid rất khó khăn mà PE khoảng độ 6 lần thì chúng tôi cho rằng là rất rất hấp dẫn, 6 lần. Còn khi kinh tế mà trở lại tốt hơn ấy, thì PE của nó hoàn toàn có thể, lợi nhuận hoàn toàn có thể tăng gấp rưỡi trong khoảng 2 năm tới. Thì lúc đó đây là một cơ hội rõ ràng là cũng là một cơ hội rất tốt cho nhà đầu tư. Ngoài ra cũng cần lưu ý thêm là cổ phiếu này cũng thường xuyên trả cổ tức tiền mặt khá tốt, khoảng 1.000 đồng. Năm nay thì trả ít hơn, nhưng mà chúng tôi kỳ vọng là sang năm 2021-2022 nó sẽ tiếp tục trả tốt. Rồi, xin cảm ơn anh Phục, cảm ơn Dương Giang. Mặc dù là còn mấy câu hỏi nữa nhưng mà chúng ta đã quá giờ khá nhiều rồi, nên là chắc tôi xin phép được tóm tắt để chúng ta kết thúc cái buổi livestream ngày hôm nay. Hôm nay chủ đề chính ngày hôm nay là về cơ hội đầu tư vào nhóm ngành cảng biển và cảng hàng không. Thì tóm lại là từ phân tích của các chuyên gia là khá đồng thuận với nhau là cái triển vọng của ngành này trong thời gian tới là tương đối hấp dẫn, dựa trên những câu chuyện chính, cái động lực đến từ khối FDI và các hiệp định thương mại đã và đang được đàm phán và ký trong thời gian tới, tiếp tục là động lực. Trong khía cạnh các cái câu chuyện cụ thể thì các chuyên gia đề xuất ra các nhóm cổ phiếu, đúng không ạ? Các nhà đầu tư nào thích cổ tức thì có thể cân nhắc VSC và DVB. Ai thích cái cơ hội về lợi thế cạnh tranh rõ ràng thì đó là SCS và ACV. Còn quý nhà đầu tư nào thích những câu chuyện dài hạn hấp dẫn, đi theo câu chuyện thì là Zomedex. Ngoài ra thì có những cái cơ hội bổ sung thêm mà do các nhà đầu tư hỏi lên bổ sung và các chuyên gia đã giải đáp, dù trường hợp của AST hay là BVT về mặt dài hạn, đúng không? Thì như vậy là chúng ta đã trải qua gần 1 tiếng 30 phút để các chuyên gia thảo luận và trao đổi các quý nhà đầu tư rồi. Thì tôi xin kết thúc cái buổi thảo luận của livestream của các chuyên gia VNX ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn các quý nhà đầu tư đã dành thời gian quý báu theo dõi và thảo luận rất là nhiệt tình cùng các chuyên gia. Xin cảm ơn các anh em đã dành thời gian cho quý nhà đầu tư chiều nay. Hẹn gặp lại quý nhà đầu tư vào 3 giờ chiều thứ hai tuần tới.